Bé Nguyễn Minh Phúc 5 tuổi nhưng đã bị sâu răng hàm. Thỉnh thoảng khi ăn uống bé đều hay kêu khóc vì đau và nhức răng. Mỗi lần như vậy, chị Hà, mẹ bé Phúc lại phải đi mua thuốc giảm đau cho bé. Điều này khiến chị rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của con mình. Bé nhà mình sâu cái răng hàm nên ăn uống rất là khó khăn. Nhất là những khi ăn thịt bé hay la đau răng, bé không chịu ăn. Nếu mà tình trạng nhà kéo dài hoài thì tôi rất là sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Ngày hôm nay, chương trình đã mời thạc sĩ bác sĩ Phan Huỳnh An, chuyên khoa răng hàm mặt Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đến tư vấn cho chị Hà và bé Phúc về vấn đề này. Bé bị gì bao lâu rồi? Dạ, bé bị cũng lâu rồi, em vẫn cho thuốc bé uống giảm đau. Giảm đau? Dạ. Chứ chưa đi nha sĩ gì điều trị hả? Dạ chưa. Bé con ở nhà con có hay ăn quà vặt không? Ăn bánh kẹo nhiều không? Dạ có. Có. Ăn xong con có đánh răng không? Dạ không. Không đánh răng. Tối trước khi đi ngủ con có đánh răng không? Dạ có. Thường thì khi ăn thức ăn gì thì bé bị đau, tức là ăn bánh kẹo ngọt hay là ăn những cái thịt dai dính hay là... Dạ, bé ăn những cái thịt dai dính thì bé lại la đau răng. Ăn đau răng. Dạ. Thế ban đêm ngủ cháu có đau không? Dạ có, khi nào mà em uống cho uống thuốc thì nó lại giảm bớt, còn khi mà hết thuốc thì bé lại đau lại. Rồi, để bác sĩ khám cho con nha. Rồi, con hãy điện cho bác sĩ khám. Thì tình trạng của bé đó hiện giờ thì có một vài cái răng cối ở cối sữa đó, nó bị sâu và nó có những cái răng vĩnh viễn, tôi gọi là cái răng số 6 đó là cái răng hàm nó sắp mọc ở bên trong hàm. Bác sĩ cho em hỏi là làm thế nào cho bé hết đau răng khi mỗi lần ăn nhai? Thì mình biết đó là hiện giờ trong miệng của bé Phúc có những cái răng sâu, thì cách duy nhất mà để bé hết đau khi ăn uống, tức là bộ răng của bé phải lành mạnh hết, tất cả các cái răng phải lành mạnh, khỏe mạnh. Thì chỉ hiện giờ nó sâu rồi thì chắc chắn ở nhà không làm được, thì phải đưa tới nha sĩ mới có những cái dụng cụ chuyên biệt thì để người ta đánh giá cái tình trạng đó như thế nào. Nếu mà nó sâu ít thì có thể người ta trám liền được, còn nếu mà nó sâu nhiều quá bắt buộc phải lấy tủy thì lúc đó bác sĩ sẽ chỉ định mình lấy tủy để chữa cho bé hết đau để ăn nhai. Mỗi lần bé đau răng như vậy thì em dùng thuốc giảm đau lâu dài có ảnh hưởng đến sức khỏe của bé hay không? Nếu mà bé bị đau răng mà chị dùng thuốc giảm đau lâu dài như vậy thì không tốt. Tại vì đau răng là một cái bệnh lý tại chỗ. Cái đặc thù của cái đau răng đó là bắt buộc mình phải can thiệp vào cái răng đó thì mình chữa nó mới hết đau. Chứ còn nếu mình uống thuốc nó chỉ giảm cái cơn đau đó thôi, rồi hết thuốc thì nó lại đau trở lại. Nếu mình dùng ngày này qua tháng khác thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái sức khỏe chung của bé. Nhưng mà có theo nhân gian thì người ta chỉ em nhỏ vài giọt chanh vào cái răng đau của bé thì có sẽ làm cho bé giảm đau hay không? Thì mình cũng nghe rất là nhiều cái mẹo của dân gian, ví dụ người ta chỉ như chị nói là lấy vài giọt chanh nhỏ vào cái răng của bé, hoặc là có người thì bảo là dùng muối hoặc là dùng đường bỏ vào cái lỗ sâu răng, hoặc có người thì dùng dầu gió xanh tẩm miếng vào bông gòn để đặt vào trong đó. Thì cái hiệu quả nó như thế nào thì mình không biết, tại vì nó không có cái cơ sở khoa học. Nhưng mà một điều mà mình có thể khẳng định với chị là khi bé đau răng thì chắc chắn cái răng của bé có vấn đề, thì tới gặp bác sĩ nha khoa người ta sẽ chữa dứt điểm cái chuyện đó, chứ mình không có nên thực hiện những cái mẹo vậy. Bác sĩ cho em hỏi là nếu mà nhổ răng sớm cho bé thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bé hay không? Mình biết là cái bộ răng sữa của trẻ đó, ngoài cái chức năng mà giúp cho bé ăn nhai đó, nó còn có nhiều cái chức năng quan trọng khác. Ví dụ như là nó giữ chỗ để cho các cái răng vĩnh viễn sau này nó mọc lên, hoặc là nó nằm ở đó để nó kích thích sự phát triển của cái xương hàm. Nếu mà trẻ mà bị mất răng sữa quá sớm thì cái xương hàm nó kém phát triển là một. Cái thứ hai là các cái mầm răng vĩnh viễn bên dưới có thể nó di chuyển thì sau này nó có thể là chậm mọc hoặc là nó mọc lên lệch lạc. Bác sĩ cho em hỏi là ví dụ như muốn giữ gìn răng cho bé thì em phải làm như thế nào? Thứ nhất tức là mình mỗi ngày mình phải đảm bảo là đánh răng sau khi ăn và trước khi đi ngủ. Nhưng mà để cho nó tập thành cái thói quen đó là vấn đề, thì phụ huynh phải hướng dẫn tập đánh răng cho bé, và thậm chí là phải đánh răng cùng với con. Tức là khi nào mình chải răng thì mình rủ con là đánh răng cùng để nó tập thành cái thói quen. Cái nữa, ví dụ như là mình cái bàn chải cho bé hoặc cái kem đánh răng cho bé phải có cái mùi vị dễ chịu, hoặc là những cái bàn chải mà có hình những con thú nhỏ nhỏ dễ thương để cho nó kích thích cái sự háo hức của trẻ để nó làm cái việc đó tốt hơn. Thứ hai nữa là mình cho bé đi khám bác sĩ nha khoa định kỳ, tức là người ta khuyên là khoảng 6 tháng một lần. Cái thứ ba nữa là hạn chế cho bé ăn quà vặt, ví dụ như là bánh kẹo ngọt hoặc là những cái thức ăn dai dính. Em cảm ơn bác sĩ. Chào hai mẹ con và chúc con mau hết bệnh. Con cảm ơn bác sĩ. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã khép lại. Khánh Ly xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Nếu như có bất kỳ thắc mắc, ý kiến đóng góp nào, hãy gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email quen thuộc vuisongmõingaywtv@gmail.com. Hoặc quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình trên trang web www.vuisongmõingay.vn. Hoặc quý vị cũng có thể trao đổi thêm thông tin trên trang Facebook Vui Sống Mỗi Ngày. Còn bây giờ thì Khánh Ly xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình kỳ sau.